Audio Jungle. Xin chào bà con. Thì hôm nay mình lại chia sẻ với con về vấn đề để nhắc nhở cho một số bà con nông dân chúng ta chuẩn bị làm vụ 2023 và hai vụ 2024 đối với cây bơ bút. Thì gần đây thì cũng có số bà con nông dân chúng ta cũng gọi điện cho mình là trong giai đoạn này có được làm cành hay không. Thì mình chia sẻ đối với clip này luôn. Thì trong giai đoạn này đối với những bà con nông dân chúng ta đã cắt nước hay gọi là khoanh vỏ phun chặn đọt thì bà con tiếp tục có thể là làm cành được. Vì trong giai đoạn này thật sự có rất nhiều vườn bơ chúng ta mới bán, nói chung là mới vừa bán xong, thì một số bà con nông dân chúng ta rơi vào tình trạng đó và có gọi điện cho mình thì mình tư vấn thêm cho bà con. Thì qua đây mình sẽ nói sơ và chia sẻ con về vấn đề này. Thì rất nhiều bà con nông dân chúng ta đang chờ đợi và theo dõi cái vụ 2023 cuối năm 2023 và vụ 2024 thì cần làm những bước gì trong giai đoạn này. Thì trên video này mình quay con xem về công tác làm cành. Thật sự những vấn đề mà cắt nước, khoanh vỏ, chặn đọt thì mình đã hướng dẫn con toàn bộ hết rồi. Thì trong giai đoạn này thì những vấn đề nào cơ bản và thiết yếu nhất mình sẽ cập nhật trong giai đoạn này để cho con nông dân chúng ta áp dụng vào vườn, con nông dân chúng ta cho hợp lý và hiệu quả và hạn chế được cái chi phí đầu tư. Thì với những bà con nông dân chúng ta mất mùa á, đối với vụ trước thì bà con đã làm cái công tác mà khoanh vỏ rồi, mình hướng dẫn hết rồi. Thì hôm nay là đối với, mình nhắc lại là clip ngày hôm nay là mình chia sẻ đối với những bà con nông dân vừa thu hoạch bơ vào ngày đầu tháng 12 2023 này. Thì có rất nhiều vườn mới bán trong tháng 12 này. Là có những vườn mình đến thăm vườn bây giờ vẫn còn trái để neo bán dịp Noel này. Thì so với khu vực và tùy khu vực, tùy vào thời tiết thì có những khu vực bà con có thể neo lâu hơn một chút. Đó là khu vực là Cương Mơ Long thuộc huyện Cà Rông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Thì khu vực đó thì khí hậu bà con biết rồi, lượng mưa kéo dài rất là lâu, hiện tại bây giờ vẫn còn mưa, nên qua đó công tác làm hoa sẽ bị muộn hơn so với tất cả các vùng khác. Nên tại sao là bà con bảo bây giờ lượng bơ vẫn còn, đó là mình nhắc nhở cho con. Thì mình chia sẻ lại là trong giai đoạn này bà con thể làm cành thông thoáng hết cho mình, và những cái vườn ở trong Cư Cà Long thì bà con thể khoanh vỏ cho mình cắt nước. Thì trong giai đoạn này bà con thể khoanh cho mình là 2 phân khoanh đầu cành hết và tiến hành phun. Sau khi làm cành bà con tiến hành phun cho mình là rửa vườn, và phun sau khi phun rửa vườn tầm 5 đến 7 ngày bà con tiến hành phun cho mình là chặn đọt và lá, và sau đó tầm 10 ngày đến 15 ngày sau bà con tiến hành phun kích cho mình để tạo phân hóa mầm ho. Vì sao đối với khu vực Cư Long mình hướng dẫn cái quy trình sẽ khác so với tất cả khu vực khác? Thứ nhất là mình nhắc lại bà con là khu vực này lượng mưa kéo dài lâu và tới thời điểm này vẫn còn mưa, và mưa không có đồng loạt, lâu lâu thỉnh thoảng vẫn mưa. Và cái chế độ phân bón trong giai đoạn này thì mình cũng chia sẻ con luôn. Thì đối với những khu vực mà làm cành muộn, thu hoạch muộn thì con vẫn tiếp tục bón cho mình là lăng và kali, lăng ven biển và kali đỏ, để hạn chế một số bà con nông dân chúng ta hay bón kali trắng thì rất tốn nhiều chi phí của bà con nông dân. Đó là vấn đề mình chia sẻ nhất. Rồi sau khi làm những vấn đề trên thì bà con tiến hành để cho cây chúng ta nghỉ ngơi và phân hóa mầm hoa. Đó là những vấn đề cơ bản thiết yếu nhất trong mình chia sẻ với con. Và cái cần quan trọng nhất mình nhắc nhở con luôn trong giai đoạn này, thì mùa này cũng là mùa côn trùng chích hút nhiều, nên mà con cần phải phun phòng cho mình ra cái côn trùng chích hút để số côn trùng chích hút sâu bệnh hại sẽ không gây hại đến cây bơ chúng ta. Đó là những vấn đề cơ bản và thiết yếu nhất. Còn sẵn đây mình chia sẻ luôn đối với những bà con vườn đã tạo nụ và nụ chưa cực đại trong giai đoạn này, mà thời tiết hiện tại là nhiệt độ đang là dao động từ có khu vực là 17 đến 30 độ, có khu vực là 20 đến 33 độ, nó tùy khu vực. Thì đối với bơ bút thì trong giai đoạn lạnh này thì hầu như là bị ngậm bông rất là nhiều, nụ rất là nhỏ, nên mình cũng khuyến cáo bà con nên phun cho mình 1 đến 2 lần tích hoa để nụ chúng ta to, và sau này thời tiết khi mà rơi vào tháng 1 lúc đó chuyển qua nắng thì sẽ nở đồng loạt hơn, và nở trong tháng 1 thì tỷ lệ đầu hoa đầu trái chúng ta sẽ cao hơn so với cái thời tiết bà con để sang tháng 2, tháng 3 âm lịch. Đó là mình nhắc nhở bà con. Thì hầu như năm nào bà con cũng mất mùa rất là nhiều, thì cái sản lượng bơ những bà con mất mùa thì bà con dân ta cũng hay chán, không muốn đầu tư nữa, cứ bỏ rất là nhiều.
Nên qua đó, mỗi năm và mỗi clip mình đều cập nhật đối với những bà con dân ta đã và đang còn trồng bơ bút và đam mê cây bơ bút sẽ làm theo hướng mới, vụ mới để có được sản lượng và thu nhập. Vì khi bà con trồng một cây bơ 7 đến 10 năm mà cưa đi thật sự rất là tiếc, mà để thì không có trái, mà cưa thì tiếc, thì cái đó là cái vấn đề rất nhiều bà con nông dân chúng ta đang quan tâm, kể cả mình đi hướng dẫn và thăm vườn cho con xem. Thì mình đều chia sẻ những cái vấn đề để bà con dân ta tham khảo và đưa ra quyết định để bà con dân ta nên để hay làm, và cái phương pháp nào để tối ưu nhất mà làm có trái, để bà con dân ta có những cái động lực để làm những vụ mới và vụ tiếp theo. Thật sự thì khi mà bà con chúng ta trồng một cây ăn quả nào thì bà con mong mong được mùa là cái đầu tiên, và cái thứ hai nữa là giá. Đó là hai cái vấn đề mà rất là thiết yếu. Để khi mà để đầu tư một cây ăn quả nào thì đòi hỏi cái chi phí bà con nhân ta đầu tư rất là nhiều và trang trải khi hết một mùa cũng rất là cao. Qua đó thì công tác mà hướng dẫn tại vườn hay là những công tác tư vấn thì mình đều chia sẻ tối ưu nhất cho con dân chúng ta để con dân ta tham khảo. Thì như trên vườn này thì con nông dân ta trồng sen cà, nên qua đó là cái công tác thu nhập thì vừa bơ vừa cà phê. Thì đối với năm nay thì lượng cà phê cũng có giá nên mà con nông dân ta có thể tận thu được cây này cây nọ để xoay sở về cái cây trồng quanh năm. Còn đối với những bà con nông dân ta trồng bơ rặt á, thì cái nguồn thu 100% chủ yếu vào bơ, nên qua đó có đòi hỏi cái cách chăm sóc và đầu tư đối với cây bơ, và con phải thường xuyên thăm vườn kiểm tra để có cái phương án mà chúng ta làm vườn cho hiệu quả và đạt năng suất cao hơn. Thì quay lại vấn đề này thì nhà vườn thì cũng đang làm cành như thế này đây. Thì tất cả cái độc cành thì mình cũng khuyến cáo bà con nông dân ta cứ bỏ hết. Vì đối với cây này thì đang vướng phải những cái cành mà vướng phải dây điện, mình cũng hướng dẫn nhà vườn là cứ bỏ bớt để cho thông thoáng, để tránh tình trạng qua quẹt phải dây điện rồi. Thì đó mình chia sẻ thực tế cho bà con xem luôn. Và mình cũng khuyến cáo bà con đối với cây bơ bút thì bà con nên làm thông thoáng cho mình đi. Vì khi bà con làm thông thoáng á, thì những cái cành chính sẽ tập trung dinh dưỡng nuôi vào những cái cành mà ra hoa đậu quả. Để tránh tình trạng nhiều năm bà con dân ta để rất nhiều cành ra rất nhiều hoa nhưng ngược lại tỷ lệ đậu rất là thấp. Đó là mình chia sẻ luôn cho bà con á. Nên những cái vấn đề nào cần làm và chia sẻ và hướng dẫn cho bà con dân ta thì mình đã hướng dẫn hết rồi. Nên sắp tới mình sẽ cập nhật lại tất cả các vườn bơ mà đã khoanh vỏ tạo nụ như thế nào để con nông dân ta đối chiếu làm với vườn và con nông dân. Còn tới giai đoạn là kích hoa phân hóa mầm hoa trong giai đoạn tháng 12 và tháng 1 âm lịch thì mình sẽ hướng dẫn kỹ cho con trong giai đoạn đó để vụ 2023-24 này thêm nhiều bà con, nhiều nông dân sẽ đạt mùa hơn so với vụ 2022-23. Thì video này mình quay cũng rất là chi tiết và cụ thể con xem về cái vấn đề làm cành. Còn vấn đề khoanh thì mình cũng quay rõ con, sau khi khoanh thì nhà vườn cũng hướng dẫn là quét thuốc để tránh tình trạng nấm bệnh rồi. Mình hướng dẫn rất là chi tiết cụ thể cho con xem về tất cả các hình ảnh và video cụ thể. Thì khu vực vườn này mình đang quay là cụ thể là ở xã E, huyện E Leo, tỉnh Đắk Lắk cho con xem. Thì đây là toàn bộ clip mình quay rất là chi tiết về cây. Nói chung là đối với bơ bút thì cây lực, nhưng mà đòi hỏi khi làm ra hoa đậu quả thì cây phải suy thì mới đậu quả cao, mà khi cây đậu quả xong chúng ta cân đối lại dinh dưỡng để nuôi trái thì cây lại có lực lại. Đó là cái quy chế giống như một số cây trồng khác để con làm. Còn đối với những giống bơ thường thì hầu như bà con nông dân chúng ta dễ làm hơn so với bơ bút sẽ khác. Thì video ngày hôm nay mình chỉ nói sơ những vấn đề đó, còn lại bà con xem và theo dõi về vấn đề làm cành của bà con nông dân để bà con nông dân chúng ta có những cái phương án làm cành mới hơn. Và sau này mình sẽ hướng dẫn những cái phương án là thu tàn đối với vườn bơ chúng ta trồng độ dày là 6m hoặc 5m giáp tán nhau. Thì bà con sẽ thu tàn như thế nào làm cho hiệu quả và năng suất hơn. Thì bà con cứ theo dõi video và đăng ký kênh, mình sẽ sớm cập nhật những video mới và video hay cho con xem. Xin cảm ơn bà con ạ.